Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 50 phút thứ năm hàng tuần. Chủ đề chính của chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư hôm nay gồm có: Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu thông qua hải quan Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 tăng vượt dự kiến, dẫu dịch bệnh Covid-19 cho thấy sức khỏe của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng cho thấy năng lực của ngành hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng được nâng cao. Ngành hải quan hiện đã có sự chủ động chuẩn bị về nhân lực và vật lực nhằm đón đầu luồng hàng hóa xuất nhập qua cửa khẩu Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 và những năm tiếp theo. Sau đây là chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục điểm sáng. Thưa quý vị, Hải quan tỉnh là một trong các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ thu ngân sách địa phương. Và số thu vượt chỉ tiêu năm 2021 cho thấy sự nỗ lực của ngành trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh COVID-19 vừa qua, cũng cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn tăng trưởng dù doanh nghiệp phải chịu nhiều tác động. Số thu ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục Hải quan tỉnh đạt 22.783 tỷ đồng, bằng 129% so với chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 130% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng thu này, thuế giá trị gia tăng đạt trên 15 tỷ đồng và thuế xuất nhập khẩu đạt trên 7 tỷ 500 triệu đồng. Đó là sự nỗ lực không nhỏ của lực lượng hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần quản lý chặt chẽ nguồn hàng hóa ra vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều mặt hàng có số thu tăng so với năm 2020, như mặt hàng dầu thô xuất khẩu tăng 14% so với cùng kỳ năm trước do giá dầu tăng. Mặt hàng sắt thép nhập khẩu tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng khí ga hóa lỏng nhập khẩu tăng 72%. Mặt hàng hóa chất nhập khẩu tăng 33%. Mặt hàng máy móc thiết bị nhập khẩu tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong các nguyên nhân tăng thu, thì việc nhập khẩu máy móc thiết bị của dự án tổ hợp hóa dầu Việt Nam có tổng vốn đầu tư đăng ký 5,4 tỷ đô la Mỹ là một nguyên nhân chính. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị để có thể hoàn thành trong quý 3 năm 2022, nên số thu ngân sách nhà nước của các danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định thuộc dự án tổ hợp hóa dầu Việt Nam tăng lên. Việc tăng thu ngân sách nhà nước thông qua ngành hải quan cũng cho thấy việc xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục thông quan tại hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn giữ nhịp sôi động trong một năm nhiều sóng gió. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua hải quan Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 đạt 25,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,48% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 16,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 62,58% tổng kim ngạch, tăng 36,23% so với năm 2020. Sắt thép nhập khẩu là hàng hóa có kim ngạch nhập lớn nhất, trên 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,19% so với năm 2020. Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm, thức ăn gia súc đã chế biến, máy móc thiết bị, ngũ cốc là sản phẩm nhập khẩu có giá trị nhập cao trên 1 tỷ đô la Mỹ. Riêng ngũ cốc đạt trên 2,6 tỷ đô la Mỹ và tăng gần 50% so với năm 2020. Nhà máy chúng tôi sản xuất và bán tấm thạch cao dùng làm vật liệu xây dựng, nhập nguyên liệu từ nước ngoài và bán sản phẩm ra thị trường Việt Nam. Dự kiến năm 2022, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay là 400% so với năm 2021. Vì vậy, chúng tôi chọn xây dựng nhà máy tại Bà Rịa Vũng Tàu, nơi có cảng biển, nhằm nhập khẩu nguồn nguyên liệu dày một cách dễ dàng. Kim ngạch xuất khẩu qua hải quan Bà Rịa Vũng Tàu đạt 9,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 37,42% tổng kim ngạch, tăng 31,65% so với năm 2020. Ngoài dầu thô thì sắt thép là nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh, đạt trên 2,2 tỷ đô la Mỹ, bằng 210% so với năm 2020. Số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là 2.159 doanh nghiệp, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, số tờ khai hải quan cũng tăng lên 5,4% so với năm 2020. Thì đối với cái RCEP là một cái hiệp định của các nước ASEAN và 5 nước Đông Á, thì riêng khu vực của Đông Á thì đây là một cái điều kiện nó cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên thì như nếu mà chúng ta so sánh giữa hai cái thì phải nói rằng là cái RCEP rất là thuận lợi, rất là tốt. Tại vì cái dòng thuế của nó cắt giảm đến 90% và sẽ thực hiện trong vòng 20 năm sau này. Thì cái này là một cái mà cam kết giữa các nước, đặc biệt là trong cái khối này nó vừa có nước nghèo,
vừa có nước trung bình và có nước giàu. Do vậy thì các cái nước lớn người ta sẽ sẵn sàng hỗ trợ giúp cho các cái nước nghèo để có điều kiện vươn lên. Thưa quý vị, đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc làm các thủ tục thông quan để xuất nhập hàng hóa đặc biệt quan trọng. Không hiếm những lô hàng phải nằm kho nhiều tháng do không đáp ứng thủ tục xuất nhập. Việc chậm trễ trong vận chuyển hàng hóa không những làm giảm giá trị hàng hóa, giảm chất lượng hàng hóa mà còn phá vỡ hợp đồng với đối tác. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 tác động vừa qua, Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có những biện pháp hỗ trợ tích cực giúp doanh nghiệp giảm bớt những khó khăn trong khâu xuất nhập hàng hóa. Song song đó, ngành hải quan Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có sự chuẩn bị về nhân lực vật lực để đón dòng hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan năm 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Xung quanh những nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, năm 2021 thì doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID mang lại. Vậy Cục Hải quan đã có những biện pháp như thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp trong năm vừa qua? Trong năm 2021 thì cái dịch COVID-19 nó bùng phát mạnh, nhất là các tỉnh ở khu vực phía Nam và vùng Đông Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng là một trong những cái tỉnh mà phải áp dụng cái giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Cho nên các cái hoạt động vận chuyển, lưu thông giữa các doanh nghiệp, giữa các cái nhà cung ứng là nó bị ảnh hưởng rất lớn. Là nhiều khả năng là nó có thể xảy ra cái chuyện đứt gãy cái chuỗi cung ứng, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của và hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Với những cái khó khăn này của doanh nghiệp thì là một cái đơn vị quản lý cảng biển lớn ở khu vực phía Nam, thì Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã chủ động tham gia ý kiến cùng với Tổng cục Hải quan để xây dựng và triển khai các cái chính sách mới của Bộ Tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái hoàn cảnh xảy ra dịch bệnh. Cụ thể là tham gia ý kiến và triển khai cái thông tư 82 về thủ tục hải quan đối với các cái hàng hóa mà có khả năng bị ùn tắc hoặc bị ùn tắc tại cảng biển. Rồi thông tư 121 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch và cái việc nộp hồ sơ chứng từ trong cái quá trình làm thủ tục hải quan, thì Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu cũng thực hiện cái việc mà chấp nhận các cái hồ sơ hải quan bằng bản scan có chữ ký số thay vì phải nộp bằng bản giấy trực tiếp, rồi không xử phạt vi phạm hành chính đối với những cái trường hợp mà quá thời hạn để làm, không đến làm thủ tục hải quan theo quy định trong điều kiện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Năm 2022 thì dự báo của ngành hải quan về hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào, và Cục Hải quan đã có sự chuẩn bị như thế nào về nhân lực, vật lực để hỗ trợ doanh nghiệp? Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng mà kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì vẫn tăng. Đó. Thì với cái đánh giá của chúng tôi, dự kiến năm 2022 thì cái kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có xu hướng tăng. Thứ nhất là những cái hàng hóa truyền thống, ví dụ như dầu thô xuất khẩu, hàng sắt thép, hàng gia công sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí, thì hàng nông sản thì tương đối ổn định. Đặc biệt là những cái dự án lớn đã hoàn thành cái giai đoạn xây dựng và bắt đầu đi vào sản xuất thì nó sẽ góp phần tăng cái kim ngạch xuất nhập khẩu lên. Ví dụ như của tập đoàn Hiêu Sung, dự án hóa dầu Long Sơn, đây là những cái tập đoàn lớn mà nó có cái khả năng là cái kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu cũng có những cái sự chuẩn bị nhất định. Thứ nhất là về mặt cán bộ công chức thì chúng tôi phải tiếp tục là đào tạo bồi dưỡng để nâng cao cái trình độ xử lý công việc của cán bộ công chức để đảm bảo là nâng cao năng suất lao động để bù lại cho những cái phần việc tăng lên. Cái thứ hai là chúng tôi phải rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, điều chỉnh cơ cấu nhân sự giữa các đơn vị trong cục để đảm bảo đủ biên chế cho các cái đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.
Thưa ông, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì Cục Hải quan đã chính thức triển khai phần mềm khai báo hải quan miễn phí cho doanh nghiệp. Ông có thể thông tin cụ thể về cái tính năng của phần mềm này và cái sự hữu ích cho doanh nghiệp như thế nào? Để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và đồng thời để giảm bớt cái chi phí cho doanh nghiệp thì Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu và xây dựng một cái phần mềm khai báo để cung cấp miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp. Thì cái phần mềm này nó có một cái tính ưu việt hơn so với các cái phần mềm khác, đó là nó không phải cài đặt tại cái máy tính của doanh nghiệp mà chỉ cần doanh nghiệp có cái máy tính kết nối internet hay bất cứ một cái phương tiện nào có thể kết nối internet là chúng ta có thể khai báo được đó, và chúng ta lúc mọi nơi. Thưa quý vị, sự nỗ lực của ngành hải quan góp phần xây dựng một môi trường đầu tư lành mạnh, thân thiện, góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư đến với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong giai đoạn tới đây, với mục tiêu tăng cường nguồn lực thu hút đầu tư, thì nhiệm vụ gác cửa của ngành hải quan càng nặng nề hơn, đòi hỏi ngành hải quan Bà Rịa Vũng Tàu cần sự đổi mới, đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hoạt động. Chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau.